Nhà đất Nam Đài xin kính chào quý anh chị ạ. Hôm nay nhà đất đăng tải lên một mảnh đất ở tại huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai nhé quý anh chị. Và đây trước hết để nhà đất giới thiệu về đường đi lô đất của chúng ta. Từ vị trí lô đất chúng ta ra tới đường quốc lộ 14A, quý anh chị thấy đấy ạ. Bán kính trong vòng khoảng cỡ tầm 100m thôi nhé quý anh chị, 100m thôi là ra tới đường quốc lộ 14A. Và cũng từ vị trí này chúng ta về tới trung tâm Ủy ban nhân dân huyện Chư Sê, trường học cấp 1, cấp 2, cấp 3 thì bán kính trong vòng khoảng cỡ tầm 1,5 cây số đổ lại ạ. Và theo hướng trên đây thì cũng có một cái chợ, từ vị trí này lên tới chợ bán kính khoảng cỡ tầm 800m thôi nha quý anh chị. Và hôm nay nhà đất đăng tải lên một lô đất ngay trung tâm thị trấn huyện Chư Sê. Theo mặt đường đây ạ, đây là con đường bê tông rộng khoảng cỡ tầm 8m nha quý anh chị. Theo mặt đường đây là 60m2, thổ cư bao nhiêu em? 60m2. Đất chúng ta chiều sâu là 30m. Điều đặc biệt, lô đất chúng ta có hai mặt tiền đường, tức là lô gốc ạ. Và đây đối diện lô đất chúng ta, đây là một cái trường lái xe ô tô của huyện Chư Sê đây ạ. Quý anh chị thấy đây ạ. Trường dạy nghề lái xe ô tô nhé quý anh chị nhé. Một lô đất ngay trung tâm, đông dân cư. Với lô đất này thì quý anh chị về đây có thể làm kho, xưởng, khách sạn, nhà nghỉ, quán ăn, nhà hàng vân vân đều được hết nhé quý anh chị nhé. Một lô đất ngay trung tâm luôn. Và đây, mặt đường thứ hai của chúng ta là đây ạ. Cũng con đường bê tông. Theo hướng này chúng ta về tới chợ bán kính trong vòng khoảng 800m thôi ạ. Gọi là chợ Mỹ Thạch của huyện Chư Sê nhé quý anh chị nhé. Tức là chiều sâu đất của chúng ta theo cái mặt đường đây là 30m. Còn theo đường đây là 60m ạ. Trong đó có 300m đất thổ cư. Phải nói một lô đất đẹp, hai mặt tiền đường ngay trung tâm huyện Chư Sê, cho quý anh chị nhà đầu tư sinh lời. Chúng ta có thể phân lô ra bán lô này, lô đất này thì được nhiều lô nha quý anh chị. Đã có 300m đất thổ cư ạ. Hiện tại là gia chủ không sinh sống ở đây, nhà đất đang tải lên để bán với cái giá hợp lý cho quý anh chị nhà đầu tư sinh lời ạ. Tổng cái diện tích đây gia chủ đưa ra một cái giá 3 tỷ 100 triệu thôi ạ. Bao sang tên bìa đỏ cho quý anh chị. Với chiều hướng huyện Chư Sê chuẩn bị lên thị xã, đất bây giờ đang có chiều hướng mỗi một ngày một giá. Quý anh chị nào đầu tư thì liên hệ ngay với nhà đất lô đất này. Số điện thoại trên màn hình là 0975 582 442 để nhà đất chụp bìa đỏ pháp lý và đưa quý anh chị về đây trực tiếp tham khảo chúng ta mua lô đất này ngay ạ. Một lô đất bằng mấy mặt đường, phải nói một lô đất bằng tuyệt đối luôn ạ. Và đấy, ngay đằng trước màn hình đây là quốc lộ 14A, chúng ta chỉ bán kính vòng chưa tới 100m. Một lô góc đẹp đây ạ. Rồi, quý anh chị là quan tâm tới lô đất đây thì liên hệ ngay với nhà đất số điện thoại trên màn hình là 0975 582 442 để nhà đất tư vấn và chụp bìa đỏ pháp lý cho quý anh chị tham khảo ạ. Nhà đất xin tạm dừng video ở đây. Quý anh chị là quan tâm thì liên hệ ngay với nhà đất ạ. Và xin mời quý anh chị tiếp tục đăng ký kênh của nhà đất để được những video đăng tải lên mới nhất của nhà đất đăng tải lên để quý anh chị tham khảo ạ. Xin chào và hẹn gặp lại quý anh chị ở video sau. Xin chào ạ.